Mới đây nhất, EA đã bất ngờ đưa ra thông báo có thể sẽ khép lại series FIFA, thương hiệu game bóng đá gần 30 năm tuổi. Đây là thông tin được xác nhận bởi Cam Weber, phó chủ tịch điều hành, kiêm tổng quản lý cấp cao của EA Sports. FIFA cho biết họ có thể chấm dứt hợp tác với FIFA cho các trò chơi bóng đá trong tương lai. Cách thức sẽ tương tự như Konami đã làm với PES, đó là xóa bỏ thương hiệu FIFA và đổ sang một cái tên mới. Thỏa thuận của EA với FIFA để sử dụng tên FIFA có hiệu lực đến năm 2022. Vì vậy, hai bên có khoảng một năm để thương thảo hợp đồng mới hoặc không. Weber giải thích trong bài đăng trên blog rằng EA không thể không cần đến FIFA vì họ có các thỏa thuận cấp phép riêng đặc biệt với hơn 300 nhóm khác nhau ngoài FIFA, bao gồm hơn 17.000 vận động viên, 100 sân vận động và 30 giải đấu trên khắp thế giới. Hiện tại, FIFA 22 đang nhận được vô số lời khen trên nền tảng Steam. Cụ thể, hơn 700 người chơi đã đưa ra đánh giá cho tựa game này, với tỷ lệ người chơi khen ngợi là 77%. Đánh giá tổng thể cho FIFA 22 cho đến nay là very positive, rất tích cực, cho thấy thành công của FIFA 22 năm nay lớn như thế nào. Nhiều game thủ cho rằng FIFA 22 tiếp tục phong cách thể thao cổ điển của dòng game. Hơn nữa, chế độ nghề nghiệp cũng đã được nâng cấp so với thế hệ trước. Sau một năm vắng mặt tại các giải quốc tế, T1 đánh dấu sự trở lại chung kết thế giới bằng chiến thắng thuyết phục trước DFM. Phong độ ấn tượng của Faker cùng sự lên tiếng từ những thành viên trẻ tuổi của T1, Kerea và Honor đã giúp đại diện của Hàn Quốc hủy diệt đối phương sau 20 phút thi đấu. Ngoài niềm vui chiến thắng, T1 còn thiết lập kỷ lục mới về lượng người xem cùng lúc với 2,2 triệu người xem. Theo thống kê từ eSports Chart, con số này đã vượt qua mốc 2 triệu người xem của những kỳ chung kết thế giới trước vào các năm 2016, 2017 và 2018. Có vẻ phần đông người hâm mộ Liên minh Huyền Thoại đã rất tò mò về cách mà Faker sẽ thi đấu sau một năm lỗ hẹn với chung kết thế giới. Do đó, sự bùng nổ về lượng người xem đã xảy ra dù mới chỉ là trận ra quân của T1. Nhiều khả năng, Faker cùng các đồng đội sẽ còn tiếp tục phá vỡ kỷ lục người xem cùng lúc khi đối thủ tiếp theo chính là nhà vô địch của LPL, EDG. Ở một diễn biến khác, sau khi bị loại khỏi vòng khởi động chung kết thế giới, Unicorns of Love thông báo toàn bộ tuyến thủ trong đội hình sẽ được ra đi theo dạng tự do. Chúng tôi hiểu thực tế rằng tuyến thủ cần sự phát triển không ngừng và đã đến lúc chuyển sang cấp độ tiếp theo, thử sức ở châu Âu, EU, Master và LEC. Do đó, UOL sẽ để các tuyển thủ kết thúc hợp đồng. Họ sẽ trở thành tuyển thủ tự do và sẵn sàng nhận bất kỳ lời đề nghị nào từ các tổ chức bên ngoài khu vực CIS. Trong khi đó, với quyết tâm vực dậy một mùa giải best back, Ocelot quyết định thay máu đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2022. Đây là một quyết định khó khăn. Tin tôi đi, chúng tôi đã mất nhiều giờ đồng hồ để thảo luận. Sau tất cả, chúng tôi quyết định đưa Wonder, Crackless, Mikic, Grabzy và Nelson lên ghế dự bị và tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng. Hiện tại, đội hình G2 hướng tới mùa giải 2022 còn lại vỏn vẹn 3 thành viên, đó là Jankos, Caps và Pinoy.